Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: Ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người pha ri lại bảo: Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạy lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Theo sau hai phép lạ mà Chúa Giêsu đã chữa lành trong bài tin mừng hôm qua Thì lời Chúa hôm nay dân chúng một lần nữa lại kinh ngạc và thốt lên Ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ Ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ Cộng đoàn phục vụ thân mến Tại sao dân chúng lại phải thốt lên điều đó nếu như chúng ta đọc lại bài đọc một hôm nay chúng ta sẽ thấy được lời thốt lên của dân chúng là có lý do bởi vì một lối sống mê muội một lối sống ù lì một lối sống thực dụng đang che mở con mắt đức tin của họ ngay từ ban đầu thì thiên chúa đã yêu ngay từ ban đầu thì thiên chúa đã yêu và hơn thế nữa ngài đã chọn dân israel là dân riêng của ngài hình chúa phán thế này các ngươi thấy ta mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta vậy giờ đây nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta thì giữa hết mọi dân các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế một dân thánh dành riêng cho ta toàn dân nhất trí đáp lại một điều đức chúa phán bảo chúng tôi xin làm theo điều mà dân chúng thưa lên giờ đây lại là một điều hoàn toàn khác và vì vậy thiên chúa sao sẽ đến với dân bởi vì điều mà dân chúng đã làm đã đi ngược lại với đời lời hứa của chúng dân chúng đã tự chọn phong vương người mà ta không chọn tôn làm lãnh tụ kẻ ta không biết dùng bạc vàng làm ra các ngẫu tượng chúng đã phạm tội và thế nhưng cho dù dân chúng như thế thì thiên chúa vẫn không bỏ rơi Thế Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi dân của Ngài, Ngài vẫn luôn đi bước trước để trao cho dân của Ngài với chính tình thương của người đã dành trọn vẹn cho cái đoàn dân đó. Ngài trao cho đoàn dân của Ngài còn hơn thế nữa. Khi trao cho dân của Ngài chính con một của người, người con chi ái, người con độc nhất. Người con đó đến để thực hiện, để nối lại một mối tình mà dân chúng đã đánh mất. Để nối lại cái tình thương mà người đã hứa khi xưa, đó là một sự chữa lành những vết thương mà dân đã phá hủy. Bài tin mừng cho ta thấy Chúa Giêsu chữa lành cho người bị quỷ ám. Họ đem đến cho người một cái người mà bị quỷ ám. Như thế là họ thoái thác cho Chúa chữa lành đi. Và Chúa phải làm cho họ Thậm chí cũng có thể hiểu được Cái đám dân này đang thử xem là Chúa Giêsu có làm được điều gì không Có chữa lành cho cái tên quỷ bị, cả, quỷ, tên bị quỷ ám này không Còn tệ hơn nữa Cái đám dân này Sau khi người chữa lành rồi chúng lại còn thốt lên Ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ cái thái độ dửng dưng của họ như là một sự đụng chạm cái thái độ dửng dưng của họ dường như là họ đang gạt thiên chúa ra khỏi cuộc đời của họ cái thái độ dửng dưng của họ như là họ đang đánh mất chính lời hứa với thiên chúa khi xưa họ chưa hề thấy bởi vì lòng của họ đã khép lại đã khép lại và trong cái chính cái suy đoán cái suy nghĩ tư tưởng nơi của họ. Họ chưa thể thấy thế bởi vì trái tim của họ bị ngừng đập, bị nghẽn mạch tin tưởng phó thác. Hay nói khác hơn họ chưa từng thấy bởi vì cái lối sống lãnh đạo một cái lối sống ích kỷ. Và đó cũng là lối sống của chúng ta ngày hôm nay. Có lẽ đó cũng là một phần cái lối sống của chúng ta ngày hôm nay Tiếc thay cho mỗi người chúng ta Cái lối sống ngày hôm nay nó đang làm con người bị ảnh hưởng Bởi cái lối sống rừng dưng với tôn giáo Trào lưu tục hóa cho mọi lĩnh vực của đời sống thường nhật Đôi khi chúng ta còn chủ trương sống không cần Thiên Chúa Hay là những trào lưu duy đạo đức trong cách thực hành đạo ngày hôm nay Chúng ta thấy rõ mồn một, một chẳng hạn như là chỉ cần thực hành các bổn phận tôn giáo, tôi chỉ cần đến nhà thờ mỗi chủ nhật thôi là đủ rồi. Tôi chỉ cần đóng góp cho cái khoản của tôi là đủ rồi. Tôi chỉ cần giữ luật cho chính bản thân tôi là đủ rồi. Vân vân và vân vân. Cái lối thực hành sống đạo một cách hời hợt nó đang diễn ra trong cuộc sống ngày hôm nay. Hơn nữa dù một người tôn giáo nhưng chưa hẳn là đã có đức tin theo công giáo. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, và thậm chí có thể là những người Kitô thực sự chưa hẳn đã có một đức tin mạnh mẽ, một đức tin triệt đế. Và như thế cũng rất có thể những lời kinh sư mà nói khi xưa ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ sẽ là lời chúng ta đó cũng sẽ là lời chúng ta sẽ nói trong thế giới rừng rưng với đời sống tôn giáo hôm nay đó Xin Chúa giúp chúng ta biết thay đổi, hoán cải suy nghĩ, chính cái tư tưởng lối sống của mình để trở thành những người sống đích thực hơn với ơn kêu gọi mà Chúa đã dành cho chúng ta. Giờ đây nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh dành riêng cho ta. Amen.